living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose. Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh video Phụ Tùng Phụ Kiện của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người một trong những cái món phụ tùng thay thế cho máy cắt cỏ. Và đó chính là bộ phận ốp giật. Và của máy cắt cỏ nào? Các bạn thử đoán xem. Đó chính là máy cắt cỏ Echo IE46. Vì sao mình lại giới thiệu cái món phụ kiện này? Thì theo như bên mình thấy là có hai lý do. Thứ nhất là cái bộ phận ốp giật zin của máy theo thì thường các bác đang sử dụng ấy, bởi vì nó là dòng máy công suất lớn mà. Và một số bác giật ý, thì nhiều bác cũng không để ý giật thì nó gây đến tình trạng vỡ bu ly và nó bị hỏng ốp giật, hoặc là một số tình trạng khách quan như là nó bị vỡ. Và tiếp theo nữa, để mà thay thế hiện tại ý, gần như là các bạn chỉ có thể thay thế được cái ốp giật của hãng. Giá thành nó có thể rất là cao đối với một số bác có thể đầu tư ra với cái mức tài chính như vậy. Và chính vì hai cái lý do đó thì bên mình đã mở khuôn từ bên nhà máy và đặt cái ốp giật này về để cho các bạn có thêm lựa chọn thay thế hợp lý hơn. Và nhìn qua cái phần bên ngoài từ cái quy cách đóng hộp này, các bạn thì thấy này, khá là chỉnh chu. Và bên ngoài cũng có tem Reload, và cái thương hiệu Reload là do bên mình đặt cho một số những cái dòng sản phẩm bên mình phát triển, từ máy cắt cỏ cho đến một số cái dòng phụ tùng, phụ kiện. Và trên này nó cũng có một vài thông số cơ bản thôi, như là tên này, là Starter AZ, tức là ốp giật khởi động này, bộ khởi động này, có cái mã số này. Tiếp theo nữa là cho dành cho này, Fit for là cái mẫu này dành cho dòng Echo này. Echo trên đây có ghi là SRM44605 này. Và quy cách đóng là một cái một hộp. Bây giờ mình xin đi vào chi tiết luôn, mở hộp ra để cho các bạn có thể đánh giá khách quan hơn này. Về bên ngoài hình dáng thì chắc chắn rồi, nó
cũng như là ốp giật zin, các bạn chỉ có chỉ việc lắp vào và sử dụng thôi. Về phần nhựa thì được làm từ cái phần nhựa PA6 ấy. Nhựa này nó cũng khá là dẻo dai này, để đảm bảo cho các bạn sử dụng nó được bền bỉ hơn này. Về phần buli này, nó cũng là buli hai chấu này, và cũng vẫn chất nhựa như thế, đảm bảo cái độ dẻo dai hơn. Và về cái phần tay nắm này to không khác gì cái tay nắm của so với cả hàng xịn luôn, để đảm bảo các bạn giật, bởi vì máy công suất lớn mà, cầm nắm chắc hơn, giật chắc hơn nhé. Đây, chất liệu thì nó cũng tiệm cận với cả hàng xịn thôi, và nó chỉ khác một cái là không có cái phần thương hiệu ở đây, bởi vì do bên mình đặt mà. Đấy, mình cũng sâu qua để cho các bạn có thể đánh giá qua khách quan về cái chất nhựa, về cái độ hoàn thiện tỉ mỉ của các cái chi tiết. Bởi vì ốp giật thì cơ bản nó cũng chỉ có nhựa thôi, cũng không có gì để nói nhiều, thì mình cũng sâu chi tiết qua để các bạn đánh giá khách quan hơn. Và nếu có nhu cầu có thể liên hệ ngay đến bên mình, bởi vì ốp giật này cũng tùy theo cái mức độ sử dụng hay là cái cách mọi người sử dụng ấy, thì độ bền của nó tùy thuộc vào cái vấn đề đó thôi. Cho nên là nếu các bạn có nhu cầu có thể liên hệ ngay đến bên mình. Sau đây thì giá chi tiết của cái ốp giật này mình sẽ để dưới phần mô tả. Nếu các bạn có nhu cầu có thể liên hệ ngay đến Điện Máy Bình Sơn. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video lần sau. Nếu thấy hay, nhớ đăng ký và tiếp tục ủng hộ những video tiếp theo của kênh Phụ Tùng Phụ Kiện Điện Máy Bình Sơn. Xin chào và hẹn gặp lại.